Cái loại mà trái bự thật là bự, chắc khoảng 15-20 pound của Mỹ á. Ở ngoài nó như vậy, cái này là chỉ một góc nhỏ của nó thôi. Ở trong thì nó như vậy đây. Mình lựa cái nào mà có cái cơm nó, cái này là cái thịt, cái cơm của nó cho nó bự nha. Cái này ok thôi chứ không có bự lắm, cái loại phải dày chút xíu mình làm mứt bí nó ngon hơn. Thì mình mua cái này về xong rồi mình gọt vỏ ra. Gọt sâu sâu luôn một chút để đừng có cho nó thấy cái lớp xanh xanh ha. Nếu mà còn cái lớp nó xanh xanh á, mình làm mứt ra nó không có trắng, nó không có đẹp thôi. Mấy cái cọng xanh xanh này thì em để nguyên như vậy luôn chứ cắt vô là nó sâu lắm. Xong rồi cái mình, tại vì ở bên chợ nó làm cái miếng như vậy cho nên mấy cái mặt này nó không có được ngon á, cho nên mình cắt vỏ mặt mấy cái này đi, cái cạnh này đi. Xong rồi mình đem rửa cho nó sạch. Mình cắt nó ra cỡ khoảng bự hơn đầu đũa chút xíu. Nhớ là ở phía trong này mình cắt bỏ ở trong này ha. Nếu mà để cái ở trong này, cái lớp này, cái này nó mềm lắm, mình làm biến ra nó bị nhừ nhừ không có ngon. Xong rồi mình cứ cắt cắt như vậy. Cái cọng nó cỡ này nhỏ hơn tí xíu nó cũng được. Nếu mà nhỏ quá thì lúc mà mình làm ra bí cái cọng nó không có được thẳng, tại vì nó nhỏ cái nó yếu cái nó bị cong cong lại. Trước khi mình làm ướp bí là mình ngâm nước vôi nha, ngâm vôi với lại nước trước khoảng 2 đêm á. Cái vôi là limestone paste, cái loại này nha. Em chỉ lại lần nữa, cái này là cái vôi này, vôi màu trắng, nó có màu trắng với màu hồng thì em chọn cái màu trắng. Ok, xong rồi. Bây giờ mình đem bí này mình đi rửa với lại nước có pha tí xíu phèn chua ở trong đó ha. Ok, thì cái này là cái nước phèn chua mình rửa sơ sơ gì nè, rồi xong mình vớt ra rổ ha. Cục phèn chua còn đây. Cái này á, em để ngâm qua một đêm, ngâm bí qua một đêm rồi cái cục này em bỏ vô nấu, nấu cho nó tan ra rồi mình trộn bí. Xong rồi mình cho bí vô ngược ra lại thao. Rồi bắt đầu mình đổ cái nước vôi vô. Nhớ mình lấy cái nước vôi trong thôi nha, đừng có lấy mấy cái cặn nó vô. Thank you.
Ok, à, thì như vậy đụng cho ngâm cho nó như vậy ha. Em đem để ở trong tủ lạnh á, em ngâm cho nó qua đêm. Cái này mình lấy cái khăn sạch á, mình trùm nó lại rồi mình đè nó xuống. Ok, mình ngâm nó như vậy ha. Rồi em lấy cái khăn sạch á, em dắt nước cho khô, rồi nhúng nước thì dắt cho khô, rồi xong em đè nó lên như vậy. Make sure là nó bí nó nằm ở phía dưới ha, phía dưới như vậy đó. Rồi lý do mà em làm như vậy là em không có cần phải đi ra ngoài đó để trở mấy cái trở bí sốc nó lên để cho nó nằm dưới đó. Thì như vậy là ok rồi, tại vì cái khăn nó ướt, nó thấm nước đó. Đó như vậy đó, rồi mình đem vô tủ lạnh. Cái bí này thì mình ngâm với lại nước vôi lắng xuống cho nó trong á. Cái này mình ngâm qua một đêm rồi ha. Bây giờ mình bắt nồi nước sôi lên rồi để cho nó sôi, cho phèn chua vô, một cục phèn chua khoảng ngón tay đó cho nó tan ra. Xong rồi cái mình tắt lửa nồi nước sôi, cái mình lấy nồi nước sôi đổ vô đây ha. Cái này là em nấu nồi nước sôi rồi, bây giờ mình đổ vô cho ngâm nó ha. Cái này là bí em đã ngâm qua đêm với lại phèn chua, nước sôi mình nấu với phèn chua rồi mình đổ vô ngâm với bí qua đêm. Cái này là ngâm qua đêm rồi em rửa lại 3 lần, xong rồi cái mình vớt ra rổ vậy, rồi bắt đầu cái mình cân nó ha. Ở trong thau này là 2 kg bí. Bây giờ mình bỏ vô một cái đường ha. Thì đường đường khoảng 100 gram á, thì khoảng chừng nửa cup. Thì mình bỏ vô 1 kg ha. Thì mình cân là bí 2 kg bí, thì em trộn với lại 1 kg đường. Xong rồi mình xóc nó lên. Khúc đều đường hết. Ok, rồi mình trộn lên cho nó đều, coi coi nó thấm cái đều đường chưa ha. Xong rồi cái mình đem bỏ vô tủ lạnh, mình ướp cái này qua đi. Ok, cái này là bây giờ mình đang xên mứt bí nha. Thì cái mứt bí mình ngâm với lại mình ướp với đường, mình ngâm nó qua đêm á, thì nó sẽ ra nhiều, rất là nhiều nước. Mấy chị thấy là nước rất là nhiều. Mình bắt lên trên bếp rồi mình cứ nấu lửa khoảng tới số 4, số 5 vậy đó. Nấu cho nó sôi, cho nó rút cạn hết nước ha. Rồi xong rồi khi mà nó vừa cạn nước á, cái bắt đầu mình sên nó, mình đảo nó liền tay. Thì bây giờ mình để cho nó rút cạn nước nha. Không phải mất bí đao. Cái này là tinh dầu hoa bưởi ha, để em coi coi mấy chị thấy hay không nè. Ok, right here. Cái này là tinh dầu hoa bưởi mình mua ở mấy cái chợ Việt hay là chợ Tàu đó. Thì trong lúc mà mình xên mứt này á, tại nước syrup nhiều quá cho nên em vặn lửa cao lên tí xíu để cho nó rút cho nó lẹ đó. Thì lúc mà nãy giờ chắc cũng khoảng xên khoảng 20-25 phút rồi á. Bây giờ thì em cho tí xíu nước tinh dầu hoa bưởi vô ha. Cái này vô cho nó thơm. Em cho khoảng một muỗng cà phê cho cái này tổng cộng là 2 kg tất cả, thì một muỗng cà phê cho 1 kg.
bây giờ mà nó đã cạn hết nước rồi nè, bây giờ nó bắt đầu ráo ráo lại rồi nè. Bây giờ là mình nhớ là hạ lửa nhỏ xuống ha, số 1, số 2, giữa số 2, số 3 cũng được, nhưng mà mình phải đứng ở đây, mình phải sóc nó lên như vậy nè, sóc lên hoài như vậy á, không thôi nó dễ bị khét lắm á. Mình sóc khi nào mà nó khô, thật là khô luôn thì được, sóc khoảng chừng 10-15 phút á, cho nó ráo hơn nữa rồi đó nha. Cái này là mình làm gần xong rồi đó. Cái này hồi nãy cái con có kiểu nó khóc rồi cái chạy theo nó mà quên coi bị khét mấy miếng nè, bị vàng vàng mấy miếng. Thì mình cứ làm như vậy hoài á, cho đến khi nào mà thấy nó khô ráo luôn là được. Rồi cái này chút xíu nữa là xong rồi. Khi nào xong rồi cái mình đổ nó ra ở trên cái rác á, mình phơi cho nó nguội. Nó nguội, khi nào nó nguội lại thì nó sẽ có một lớp đường khúc lên trên cái cọng bí đao này. Ok, vậy nha, thì là xong. Ok, cái này là mứt bí đã xong hết rồi đó. Bây giờ là ready để bỏ vô trong cái keo á. Em quay gần một chút xíu cho mấy chị coi đi. Cái này á, kiểu làm hơi ít đường chút xíu cho nên cái lớp đường nó bao ở bên ngoài không có nhiều lắm á. Mấy chị nếu mà muốn á, thì mình tăng lên làm một phần bí thì chấm 75 đường thay vì phân nửa đường. Thì nếu mà 100g bí thì mình làm 75g đường để ướp vô thì nó nhiều hơn một chút, nhiều đường hơn lúc mà em làm á, cái lớp đường nó phủ cái lớp bí trắng ở ngoài đẹp hơn. Còn cái này em chỉ làm để cho vô bánh trung thu đó, làm cái nhân của bánh trung thu á, cho nên em làm không có ngọt lắm. Ok, vậy nha. Okay, cái này là mứt bí. Mứt bí mình sên xong rồi, cái mình mấy lần trước á, kiểu bếp lạp bánh bí này kia xong rồi cái lò còn nóng á, cái xong mà kiểu bỏ vô trong đó hông hai lần á, còn không nữa thì mình bật lên lò khoảng 200 độ F, xong rồi mình hông ở trong đó khoảng chừng nửa tiếng, 45 phút gì đó. Cái đó là hình như không nhớ là chị nào dạy, hình như là chị Mì Căng thì phải. Cái này coi như là mứt bí làm xong, đã hông xong hết rồi đó. Bây giờ là ready để bỏ vô trong keo á. Bữa kêu làm 10 phao bí mà làm một đợt bánh trung thu với lại hai lần bánh bí mà còn lại chỉ có bao nhiêu đây thôi. Ngày mai phải mua bí đao để làm thêm nữa rồi. Nó hơi vàng tí xíu, nó không có trắng bằng ở bên Việt Nam. Tôi nghĩ chắc ở bên Việt Nam nó bỏ thuốc tẩy hay sao chứ bên đây mình làm thì nó hơi vàng nhưng mà nó vẫn trong lắm nha. Nó nè, coi từng kiểu vẽ ra nè, coi nè, nó bên trong nó trong vắt à.